trời mưa mà trời mưa nó không dứt vậy. À tới rồi dạ. Gia đình mình ơi, gia đình chị Hương ơi, có ai ở nhà không? Dạ em chào chú. À, dạ xin chào cả gia đình. Dạ. Chị Lê Thị Ngân Hương hiện đang là hiệu trưởng trường mầm non. Với vẻ ngoài trẻ trung, nhỏ nhắn, ít ai biết người phụ nữ này rất nghị lực. Chồng mất sớm để lại hai đứa con gái Ngân Phương và Phương Linh đang tuổi ăn tuổi lớn. Vừa phải đóng vai trò làm mẹ, vừa làm cha. Tâm nguyện lớn nhất của chị có lẽ là mong hai con khỏe mạnh, học giỏi. Điểm tựa để chị chia sẻ bao nỗi thăng trầm trong cuộc sống đó chính là mẹ ruột Vũ Thị Kim, được mệnh danh là nội tướng của cả gia đình. Một căn nhà ba thế hệ với bốn thành viên đều là nữ sẽ nhận thử thách gì đây? Thử thách của chương trình sẽ có hơi liên quan tới âm nhạc. Đó là tèn 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 tèn. Có ai đoán được thử thách là gì không ạ? Chắc là ca hát được không? Nhìn hình đoán. Nhìn hình đoán nhạc bài, đoán bài hát. Ngoài cái gợi ý này, sứ giả xin được phép có một món quà cho gia đình. Đây. Gia đình mình thử lái xem nào. Trong phòng này mới quay phim được không? Chắc không phải đâu. Kẹo hay cái gì đúng không? Bánh kẹo cũng không phải đâu. Có liên quan gì đến khoa sơ không? Có thể. À, cho chơi thích hình quá. Đây. Đây là thử thách của chương trình giao cho gia đình. Thử thách xếp domino. Trong thời gian quy định 5 phút, người chơi sẽ xếp các quân domino theo hình khóa son, sau đó cho tất cả các domino này ngã tiếp nối nhau. Số lượng domino có thể được tùy ý sử dụng. Kích thước khóa son là dài 70cm. Phần thi thất bại thì nếu có bất cứ một quân cờ domino nào còn đứng, không ngã, quân cờ domino ngã không đúng theo hướng quy định, hết thời gian quy định mà người chơi chưa hoàn thành thử thách. Không cần theo thứ tự. Dạ không cần theo thứ tự nhưng mà phải theo đúng chiều, nó phải đổ theo đúng chiều. Cho thử cho đổ coi nè. Hy vọng là một tuần nữa gia đình sẽ tìm được bí quyết hoàn thành được phần thi này. Chúc gia đình mình sẽ thành công. Mời gia đình chị Ngân Hương bước ra sân khấu. Bữa nay hiệu trưởng dắt điều cả trường đi coi luôn hay sao? Xin hỏi chị kế bên à, hồi đó giờ có bao giờ nhà mình tụ tập đông vui thế này chưa? Dạ tụ tập ở gia đình thì có, chứ dạ. Còn chưa có lên sân khấu lần nào hết á. Gặp anh Truyền Linh thì thấy vui lắm ạ. Tại vì đây là một trong những cái thần tượng mà chúng tôi rất là ái mộ. Các con sẽ góp vui tiết mục được không? Dạ được. Tiết mục quá dễ thương luôn. Và chúng ta sẽ xem 7 ngày qua gia đình của chị Ngân Hương luyện tập như thế nào. Chia tay sứ giả, cả nhà liền bắt tay vào tập luyện. Đóng vai trò cố vấn của gia đình chính là ông cụ này đây. Thì mình sẽ phải ưu tiên cho đường này cả. Khi mà cái quân domino này nó đổ thì nó vừa bạn đánh được ở đây. Tức là mỗi con này á, thì nó là 4 phần thì mình sẽ để cách nhau khoảng chừng độ 3 phần rưỡi. Tuy nhiên, dù có sự dìu dắt nhiệt tình từ ông cậu thì kết quả thu lại vẫn là sự thất bại. Hơi bị khó. Ngày hôm sau, vừa hoàn thành công việc, tập thể các cô đã cùng ngồi lại với hiệu trưởng Ngân Hương để tìm phương pháp chinh phục thử thách. Mỗi người một ý, nghe rất có lý. Nhưng kết quả vẫn không thành công. Khéo léo là sở trường của giáo viên mầm non. Nhưng với trò xếp domino này,
khéo léo thôi vẫn chưa đủ, mà vấn đề là cần phải tìm ra nguyên lý của thử thách. Đẩy được cái viên đã ngã rồi nè, ngã trước nè, viên ngã trước nó sẽ trượt lên, nó có cái lực nó đẩy cái viên kế tiếp nó ngã. Thấy chưa? Nó vẫn bị vướng cái chỗ này. Như thường lệ, sau bữa ăn tối, cả nhà lại quấy quần cùng nhau tập luyện. Nhưng tập mãi mà vẫn không tiến triển. Tình hình bắt đầu bế tắc. Thành viên nhỏ tuổi nhất đã lên tiếng. Lên mạng hả? Bé Bọt, lấy cái máy ra mình lên mạng coi thử. Cái 3G của mình hết rồi, hết tiền rồi. À, con mẹ má đưa tiền đi con. Nội tướng của cả nhà cũng chính thức ra tay. 50.000 rồi. 50.000 là đủ thắng rồi. Nó mà đổ là nó đẹp hết này. Wow. Khi người ta xếp vậy nè, có thể là mình để như vậy. Đó. Để gần quá cái này nó cũng không có. Nó phải giữ đâu. Giữ để cái viên này ngã. 50.000 3G mà không được thôi. Đó. Rồi. Thử một góc thì mình thử một góc này thôi. Đó. Để thử coi. Gia đình đã tìm ra nguyên lý làm sao để domino có thể đổ theo đúng hướng quy định. Rồi là canh là khi giữ hướng canh này chưa? Lần thành công này làm cho tình hình trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Gia đình đã tìm ra nguyên lý làm sao để domino có thể đổ theo đúng hướng quy định. Domino cũng vì thế mà từ thử thách đã trở thành thú tiêu khiển cho gia đình và bạn bè chị Hương sau những giờ làm việc căng thẳng. Khác với mọi ngày, hôm nay nhà chị Ngân Hương có vẻ đông vui quá, ai cũng tất bật cả. Nhân vật chính cũng tập trung không kém cho tiết mục của mình sắp biểu diễn trước quần chúng. Bảy ngày luyện tập không dài, nhưng cũng đủ để các thành viên trong gia đình được gần gũi nhau nhiều hơn. Căn nhà với 4 thành viên nữ trở nên rộn ràng như Tết đến. Liệu rằng với 100% thành công khi luyện tập tại nhà và có một hậu phương vững mạnh thế này, chị Hương có vượt qua thử thách của chương trình? Tôi xin hỏi người cậu, ai tìm ra bí quyết để các con domino đổ hết ạ? Cái này là do luyện tập nhiều, kỹ năng nó được nâng lên. Quan trọng là cái tiền đầu tư rất là lớn, 50.000 mua 3G của bà. Tất cả đã sẵn sàng. Dạ. Bây giờ nhà ta là quyết định là ai sẽ là người chinh phục thử thách. Dạ. Còn bây giờ xin mời thử thách. Trong thời gian quy định 5 phút, người chơi sẽ xếp các quân domino theo hình khóa son. Sau đó cho tất cả các domino này ngã tiếp nối nhau theo hướng quy định. Số lượng domino có thể tùy ý sử dụng. Kích thước khóa son là 70cm. Phần thi thất bại khi nếu có bất kỳ một quân domino nào còn đứng. Và bây giờ tất cả đã sẵn sàng. 1 triệu hay là 10 triệu? Chị Ngân Hương đã sẵn sàng. Dạ, sẵn sàng. Mời chị bước lên trên. Vào đây, chị kiểm tra xem hộp cờ domino có đúng như lúc chị tập hay không. Dạ, tất cả các domino ở đây. Mời chị chuẩn bị. Con gái của chị Ngân Hương có lời nào chia sẻ với mẹ trước khi mẹ bắt đầu? Mẹ ơi, con chúc mẹ thành công. Mặc dù nếu như mà có thua thì cũng không sao. Miễn là mình vui và cả gia đình cùng hợp sức lại để cố gắng vượt qua thử thách này. Tôi thì cũng xin chúc cho con gái coi như là nó thành công, để coi như là cũng là một cái niềm vui chung của gia đình. Nhiệm vụ chung của gia đình thì sẵn sàng. Thời gian chỉ có 5 phút. Có vượt qua 5 phút hay không? 5 phút có thành công hay không? Sẵn sàng. Bắt đầu. Chỉ cần một động tác rung tay thì chúng ta sẽ không chiến thắng.
Chúng tôi biết rằng hiện nay tất cả thành viên gia đình của chị Ngân Hương cũng đang rất hồi hộp. Tiếng đồng hồ làm chúng ta căng thẳng. Nhưng không sao. 2 phút trôi qua, chỉ còn 3 phút nữa. Tính toán cho kỹ, vẫn còn thời gian, đừng vội. Còn 1 phút. Nhẹ nhàng. Tính toán kỹ, còn 20 giây. Chúng ta còn 10 giây. 5, 4, 3, 2, 1. Wow. Rất tiếc. Chị có tìm ra nguyên nhân tại sao đến đây nó lại dừng lại không? Dạ, tại vì cái phần chỗ này nè là nó bị ngã cái viên đứng này, cái viên mà cái đòn bẩy nó bị ngã. Rất tiếc điều đó. Dạ. Ví dụ sao thì chị cũng rất là bản lĩnh để vượt qua những cái giây phút hết sức là căng thẳng. Và bây giờ gia đình chị sẽ nhận được một kỷ niệm trương của chương trình. Cảm ơn chị và gia đình đã tham gia chương trình. Chúc chị và gia đình và các cháu thật nhiều sức khỏe, thành công trong công việc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và bây giờ thì cô Linh xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục đến với gia đình nào đây? Mời quý vị hướng về màn hình.